phúc từ ngàn đời đã kết tụ nhiều giá trị văn hóa đặc sắc của dân tộc. Nơi đây có một bảo vật quốc gia vô cùng đặc biệt, cho thấy tài hoa và sự sáng tạo của những người thợ gốm từ nhiều thế kỷ trước. Bảo vật tháp gốm men Chùa Trò vốn là đồ thờ tự tại Chùa Trò ở thôn Dân Trù, xã Yên Phương, huyện Yên Lạc. Người dân địa phương thường gọi là tháp gốm sứ. Dạ, thưa bác, ngôi Chùa Trò ngày nay có phải là được xây dựng trên nền của ngôi Chùa Trò cổ không ạ? Trước Chùa Trò là ở nơi khác, nay đã đưa về cùng với đình, làng, Dân Trù, và chùa cũng nằm trong không viên của khu di tích đình làng Dân Trù. Dạ thưa bác, vậy làm thế nào để người dân của mình có thể lưu giữ được bảo vật tháp sứ Chùa Trò cho đến ngày nay ạ? Tháp sứ Chùa Trò được bảo quản do nhân dân cất giữ và sau đó được vận chuyển đi nhiều nơi. Hiện tại bây giờ tháp sứ Chùa Trò được bảo tàng tỉnh Vĩnh Phúc giữ gìn. Đây chính là nơi đang lưu giữ bảo quản tháp gốm sứ Chùa Trò. Chào chị ạ. Chào em. Chị ơi, đây có phải là tháp gốm sứ Chùa Trò không ạ? Chính xác thì đây là tháp gốm men Chùa Trò. Thế nhưng trước đây thì nhiều cụ cũng vẫn gọi cái tháp này là tháp gốm sứ Chùa Trò em ạ. Chị ơi, tháp gốm men Chùa Trò đã trở thành một bảo vật quốc gia, hẳn là nó mang trong mình rất là nhiều giá trị và ý nghĩa lịch sử. Vậy chị có thể chia sẻ cho em biết về ý nghĩa của tháp gốm men được không ạ? Tháp gốm men Chùa Trò thì đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận là bảo vật quốc gia vào ngày 24 tháng 12 năm 2018. Hiện tại thì cây tháp còn lại 9 tầng tháp. Thế cây tháp này thì có niên đại vào thời Trần, thế kỷ thứ 14. Và cái giá trị đặc biệt cũng như cái giá trị lịch sử của cây tháp này, đó là cây tháp này thì có một cái hình thức rất là độc đáo. Đây là cây tháp mà lớn nhất cũng như là còn lại nguyên vẹn nhất trong kho tàng gốm cổ Đại Việt. Bên cạnh về hình thức thì nó còn độc đáo về hoa văn trang trí. Như em nhìn thấy là những cái đề tài mang đậm những cái dấu ấn Phật giáo như là hoa sen, hoa cúc, đấy, hoa lá dây này, hình rồng này, mây, sừng tê, ngọc báu và hình kinari. Cây tháp gốm men Chùa Trò thì được làm bằng gốm tráng men, ba màu xanh ngọc, trắng và nâu. Thế và tháp thì có dạng một khối hộp hình vuông, rộng ở đế và thu nhỏ dần về phía chân tháp. Lòng tháp thì rỗng và hiện tại thì còn lại 9 tầng tháp. Thế và tính từ đế cho lên đỉnh tháp thì tháp được chia thành 3 phần, tương ứng với 3 thớt. Đó là phần đế tháp, phần thân tháp và phần bệ tháp. Thế và phần đế tháp thì được tạo bởi hai cái băng hoa văn. Băng hoa văn phần ở dưới đó là băng hoa văn cánh sen, tạo thành những cái băng nghiêng, nổi và trải đều ở bốn mặt thì tạo cái bệ đỡ cho toàn bộ cái cây tháp này. Chị ơi, chất liệu gốm men này hẳn là có sự tồn tại rất là lâu bền đúng không ạ? Tháp gốm men Chùa Trò thì như em biết là có niên đại từ thời Trần, trải qua một cái giai đoạn lịch sử rất là dài. Thế và hiện tại đến nay thì cây tháp gốm men này vẫn giữ được những cái giá trị lịch sử, như cây tháp này vẫn còn rất là nguyên vẹn. Với cái sự bảo quản tốt như bây giờ thì cây tháp gốm men Chùa Trò có thể tồn tại được rất rất lâu nữa em. Tháp gốm men Chùa Trò là tác phẩm gốm men độc bản có giá trị đặc biệt về lịch sử, văn hóa và khoa học trong kho tàng gốm cổ nói riêng, kho tàng di sản văn hóa Việt Nam nói chung. Không chỉ là hiện vật mang đậm dấu ấn Phật giáo Lý Trần, bảo vật quốc gia gốm men Chùa Trò còn chứa đựng nhiều câu chuyện thú vị về đất và người nơi nó được sinh ra.